Xin chào quý anh chị buổi sáng. Em là Điền đây. Hôm nay em không giới thiệu bán anh chị một lô đất nữa, mà em sẽ review một cái bất động sản mà em đang ở. Em đang ở cái bất động sản này. Thì cái này được gọi là cũng không phải là căn nhà, mà được gọi là cái khu nghỉ dưỡng của em nha anh chị. Khu nghỉ dưỡng của em. Thì hiện tại em đang ở đây là vị trí chỗ của em là xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chi tiết hơn là ấp Tân Trung anh chị. Đường này kia là đường Suối Tre anh chị. Cái bất động sản của em đang ở đây thì nó là có khoảng là 14-15 mét mặt tiền anh chị, đường nhựa này. Sắp tới đường nhựa này sẽ trải một cái thảm nhựa bê tông nha anh chị. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị vô tham quan cái khu nghỉ dưỡng của em nha. Đây, trước vô là cái nhà xe. Đây, xe yêu của em. Cây lập vân nè anh chị. Cây em có trồng cây vú sữa hoàng kim. Được, vừa rồi có nói chung là cũng có ra vài đợt ra trái rồi. Cây bằng lăng mua gốc về trồng nha anh chị, mua cái cây luôn trồng, giờ nó đâm cành đâm lá ra. Trước nhà thì có trồng cái cây phượng nè chị, có trồng một cây phượng. View của em thì trước mặt là cái đồng lúa anh chị ạ. Cái đồng lúa người ta mới trồng nên là cái đợt này quay rất là đẹp luôn anh chị, nên là em cũng tranh thủ. Nay trời đẹp á, chứ mấy ngày trước thì nó hơi âm u, chưa sắp xếp quay được. Trước nhà có cái xích đu này. Đồ buổi sáng ngồi uống cà phê nè anh chị. Giờ này em quay thì chắc khoảng là 8 giờ rưỡi 9 giờ rồi nữa, nên là hơi nắng một tí. Nhưng mà nắng này không sao, nó không gắt. Này là cáp đu chứ không phải là xích đu nữa. Hồi xưa có xích nhưng mà giờ cáp đu. Đó, mình ngồi vô đây. Mình đu ra đây. Mình bỏ ly cà phê cái ấm trà ở đây mình ngồi mình uống nè. Trước mặt mình chiêu chim hót liêu lo luôn, mấy chim nhìn rất là mát luôn anh chị. Đây cũng là cây bằng lăng đang làm cái xích đu dưới cái bóng mát của cây sari. Rồi em mới hái rất nhiều trái chín rồi, giờ nó đang trổ ra lại tiếp. Thì bên đây là đường luồng ở sau nhà, chỗ để xe máy có máy chạy. Rồi bây giờ em sẽ đi tham quan luôn phía sau cho chị xem. Đây, thường người ta sẽ xây nhà sẽ là quay ra mặt tiền đường đúng không chị, nhưng mà em thì quay ra phía ruộng này, mình ngắm view anh chị. Và với lại mình tận dụng được cái không gian xây ngang lại, mình xây dọc lại nó rộng rãi hơn. Có hồ bơi luôn anh chị, hồ bơi. Đây là cái hồ này có con cháu nó bơi mà giờ ít bơi nên là không có dọn dẹp lại bơm nước vô nên hơi dơ tí. Nhà
Nhà anh thì xây theo phong cách cổ điển anh chị, hồi xưa thời xưa kiểu là nhà gỗ hồi xưa, nhưng mà vật liệu thì vật liệu xi măng với lại gạch không anh chị. Thì có ngói, có cái ngói, nhà máy ngói anh chị. Mấy kia mấy cục kẹo đó là mình sơn màu giả gỗ hết. Rồi. Cho anh chị tham quan sơ lược tí nha. Có trồng mấy cái dừa. Thì có trồng 1 2 3 4 5 5 cái dừa chưa? Trồng 5 cái dừa. Đây. Đây là em làm 1 2 3 4 5 6 cái lúng nè. Lúng này là lúng trồng rau nha anh chị. Em đợt này mưa quá chưa có thời gian sắt cỏ để mà trồng rau ráng nè. Mấy lúng này trồng rau nha anh chị. Có trồng mấy cái đậu phụ. Mà giờ nó mọc dại lên. Cây ổi, cây mít, mít giờ sao lụng lá hết. Đây cây xoài. Rồi. Cây mận nha anh chị. Ở trong này thì nuôi mấy chim, mấy gà anh chị. Em làm vô trong luôn cho anh chị coi. Đây cũng yến cũng nhiều lắm anh chị. Này chỗ em ở thì dân cư cũng đông chứ không có thưa đâu. Mà đặc biệt trong cái khu chỗ em là toàn là làm theo kiểu nghỉ dưỡng anh chị, tại vì cái không khí ở đây là mát mẻ lắm, khí hậu mát mẻ. Đây, cái đàn gia cầm đây, gà này là gà đông tảo, gà tre, gà nòi. Chim tỉ nè, tỉ. Mấy bồ câu trên nữa anh chị. Có hai con vẹt rồi, có hai con vẹt. Em có trồng cái cây seri trong này á để mà chim nó ăn anh chị, ăn nhiều lắm. Nói chung là cái chín nó cũng nhiều, chim ăn nhiều lắm. Ăn cùi lũi, giờ bông nó đang mọc ra tím nè. Hai con vẹt, em tìm hai con vẹt cho em. À ok rồi. Thấy không? Đó. Hai con vẹt, hai con vẹt. Này em ít tiếp xúc với nó nên là nó không có biết nói đâu chị. Đây. Ở trong cái chuồng gia súc gia cầm này em cải cái lớp đất cát anh chị cho nó đỡ đọng nước, nó đỡ hôi anh chị. Nói chung là vô đây không có hôi hết, dễ hết trơn. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài em tham quan, dẫn anh chị tham quan thêm phía sau nữa. Rồi đây, rồi này ra lại cái đường luồn sau lưng nhà nha chị. Ở ngoài seri chim nó không ra ăn được nữa, là mọc rất là nhiều, nó ra rất là nhiều trái luôn. Mấy cái không? Cái đu đủ được anh chị. Lấy cái bông sắt làm thuốc luôn, uống cũng hay lắm á. Em có cái xoài này, cái xoài tổ bông rồi, đang ra trái luôn rồi, đang có tầm rồi, tầm đây có 2-3 trái thôi mà. Rồi. Đây.
cái này ấy, cái này mấy anh chị mà thích câu cá, thích cái hồ đó này lắm mà đó, đang mở cá nè. Cái hồ nói chung là theo kiểu là về quê làm vườn nuôi cá, đào ao nuôi cá đó chị đó, nó đó đây đây, cá trong này có cá dưa hộc nè, cá rô đầu vuông nè, cá tài tượng, cá chấp nhật, cá trê, cá thắt lát, nhiều lắm. Nói chung là em mua giống về em bỏ vô thập cẩm luôn anh chị. Cái khu của em thì nó có 1.500 m2, 1.500 m2 anh chị, 1.5 sào á. Cái lối đi xung quanh cái hồ cá mình có trồng thì là luôn nè, thì là này mà bắt cá chép rồi cá dưa hồng lên ta ôm dưa cũng được anh chị, có đầy đủ luôn. Dưa kiểu là cái chòi này, cái chòi ăn nhậu anh chị, trời ăn nhậu ngồi câu cá, ngắm cá câu cá cho tinh cầu nè, trời nhậu có toilet riêng luôn, làm mấy gói luôn, không sợ nóng, mát mẻ. Nói chung là ngồi đây hồi lòng luôn á chị, gió thổi hồi lòng luôn. Lối đi cũng là lối đi quanh bờ hồ. Sau này thì em có trồng ớt cây ớt hay cây cái này là cây gì, cái gì quên rồi, cái gì giống cây xoài mà nó nhỏ, cái gì giống cây xoài mà nhỏ ăn như xoài á, rồi cái mít. Ở đằng sau này còn khoảng 4-5 m anh chị, tại vì nó dài, nó kiểu là không phải tấp hậu, nó hình thù nó kiểu là nó hơi kỳ tí rồi. Rồi trước mặt quý anh chị đây là cây cốc này, kêu là cốc Thái vậy. Cái này mà anh chị làm ăn với nấm rút là quá tuyệt vời luôn. Mắm rút có gia vị anh chị, quẹt cái chấm tuyệt vời. Lẩu anh chị, lẩu bây giờ cũng ăn được nhiều trái rồi đó, mà mình trồng không giống người ta, mình trồng mình không biết cách đó, ăn hơi chua anh chị, lẩu ăn hơi chua nhưng mà có trái chín quá nó cũng ngọt. Đây em trồng táo anh chị, táo Phan Rang anh chị, lấy giống táo về trồng táo Phan Rang. Nho anh chị, nho anh chị, đây nho nha anh chị, nho Phan Thiết á. Rồi bên kia em là trồng cái vàng chanh dây xanh á, ăn ngọt lắm. Mà giờ cái đợt này nó héo rồi, nó chết rồi, gốc chết. Em có ươm mấy cây trồng á, để em đem ra em trồng. Rồi em cũng đi tham quan, nói chung là cũng gần hết rồi. Đây có làm em làm hệ thống phun nước tưới cây tự động. Giếng này giếng khoan nha chị, giếng này giếng ngầm, giếng phun luôn á, nói chung là nước chảy liên tục à, nó bơm ra nó chảy biết à.
Rồi, em nói chung là anh chị mà có đi đâu á, anh chị nào, phía đằng sau này có mấy cái chỗ nghỉ dưỡng này cũng đẹp lắm. À, nhìn ra phía đằng kia là quốc lộ 55 rồi đó. Nói chung là nhà em đích đối với lại quốc lộ 55 cũng gần, ra đó tí à, dâm tới chân chị quốc lộ 55 đó. Em ngoài nắng em thấy tối quá. Thì quốc lộ 55 cái khúc đó là khúc nhà hàng Kim Hương đó anh chị. À, nhà hàng Kim Hương đó, nằm. Nói chung là cái chỗ em ở thì nói chung là giáp với lại thị trấn Phước Bửu luôn, cũng gần ra, cũng gần. Từ đây mà em chạy ra chỗ thị trấn, trung tâm thị trấn khoảng cây số à. Ở thì ở xã, khu vực xã ven, vùng ven, mà tiện ích thì tiện ích trung tâm thị trấn anh chị. Rồi anh chị nào mà có xuống huyện Xuyên Mộc chơi hay du lịch gì đó thì anh chị có xem được cái video này thì em xin mời anh chị luôn. Anh chị có thích cái chỗ này thì anh chị ghé vô, em mời anh chị uống nước trà, anh chị uống nước trà, uống cà phê, anh chị muốn ăn nhậu cũng được luôn, em mời anh chị. Rồi em xin dừng clip tại đây nha anh chị. Rồi anh chị mà thấy hay thì nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ em với nha. Rồi em xin cảm ơn anh chị, xin chào, hẹn gặp lại anh chị clip sau nha.